Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Hôm nay xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép nằm chậu C12 với cô chú anh chị mình. Cây thì có mặt hoa như hình nha cô chú anh chị mình ha. Đó, hoa này thì con không có biết tên nha cô chú anh chị mình. Giống mới rất là đẹp luôn. Đó. Cây đang lên hoa và đang lên nụ nha cô chú anh chị mình ha. Nằm chậu C12 con ghép tầng. Cây này con ghép tầng nha, củ khá là to luôn. Đó, cây rất là đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đó, hoành củ to lắm mà củ đều đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Cây này con ghép 2 tầng. Cây này con cũng đang thanh lý giá 250.000. Cô chú anh chị nào yêu mến cây này thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932 612 668. Cây đang lên nụ rất nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Rồi, cô chú anh chị nào đang xem kênh của con thì cho con xin một nút chia sẻ bài nha cô chú anh chị mình ha. Dạ, con xin cảm ơn và chào hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo.